Mình chào bạn và mọi người nha. Hôm nay thì mình mọi người cùng xem một cặp Kuta nha bạn. Con đời mới, con đời cũ. Hai con đang chăn nước nha bạn. Đó. Này quậy giờ xin cháu lại lệnh cho các ơi. Lúc là lúc tới cốt nha bạn. Ngập rất là sâu. Rồi có tới công chuyện nữa bạn. Con này một cầu luôn. Con này chắc là 2.4-2.6-2 gì nè các bạn. Kuta nha, đồng dòng đời sinh sai á. Này là quậy là cháu lỏng hết rồi nha các bạn. Trang này rất là xa từ mù mù trong kia kìa. Cách xa ghê gớm lắm, lâu rồi tới qua này á. Ở ngoài này thì cái mấy nước đó nè các bạn thấy không? Một chặng cái đường mương luôn rồi. Rất là xa nha các bạn. Lúc gần tới cái đầu trong luôn các bạn ơi. Giờ hai chiếc cái gà quay đầu trở ra nè, cặp gà vô nè. Đó, thấy không? Để xuống rồi đó. Kéo cái này là đùa giống nhưng mà đồ nước chứ nha các bạn. Nước nước xịn nó là nó đùa vô. Đùa đi rất là đi luôn nha các bạn. Trang như thế này là có là sẽ đi đất, còn nếu mà mình nó là không có đi đất gì chân mà còn được hai chiếc hoặc là ba chiếc á kè vô là nó đi đất giả mang lắm. Này tốc độ chạy cũng khá là được nha bạn. Trang tốc độ đẩy có cái chớn á là xịn nó sẽ chạy nha bạn, còn nếu mà hơi chậm thì xịn nó chạy không có giữ không. Thì hơi có cái tốc độ hơi vậy nè, mà xịn nó trẻ chạy. Đó các bạn thấy cái tầm nước nó đùa không? Trước đó, ở phía trước này nè. Chạy ho ho bo bo luôn mà. Kè cứ như là hai chiếc là hai cái đầu dán chặt đó là khít với nhau luôn nha bạn. Trên lệch cao thấp ở phía sau các bạn thấy không nè, cái mấy phía sau này nè. Đó. Kè làm chỗ này giống như có máy ủi vậy nha bạn. Giống như máy ủi kè lại nhau vậy á. Ô ra ngoài luôn ơi, quá dữ rồi, chạn luôn nè. Đó. Chạn bờ luôn nha bạn. Nhau đi là đi xịn dữ lắm. Đó, giả màng chưa? Mình đi theo không có kẹp luôn ơi. Mà đi theo cái màn ảnh nó rung bằng cũng cảm cho mình nha. Giữ cái tay cũng không có rất là khó vì đi cái bờ mẫu nó xíu à. Rồi. Đó, chỗ này nó chảy ngược trở lại nha bạn. Hai chiếc đi trước đi sau à. Tới đây coi xịn nó ruộng rồi. Má ơi xịn ruộng rồi. Dữ luôn nha bạn. Chiếc kia vô tới chổng luôn rồi. Chiếc kia là chiên dở bắt đầu luôn bạn. Bị nó một cầu nhẹ. Bây giờ con Kuta 50 nè thì chở ra lúc là tới cốt nha bạn, quậy ra cháo lỏng hết rồi. Đó, thấy chưa, cái này nước nó tụt cái loại mà bị đùa nước vô, cái này cao quá anh chảy ngược cái loại luôn nè. Lô đất đi là khá là xa luôn nha các bạn. Một lô đất là tầm khoảng cỡ 500m. Mà cái này là vô gần cỡ khoảng cỡ 400m vậy các bạn ơi. Lấy đất ra đi một cặp. Cái này hai chiếc đi hiệu quả cũng tương đối thôi chứ không có giữ hung nha các bạn. Với cái nữa là nhờ cái
cái miếng đất lô này bề ngang nó cũng không có lớn hùng nha bà, cho nên nó nhờ hai cái bờ mẫu, hai cái bờ mẫu bờ này nè, bờ này với bờ bên kia nó sẽ giữ đất lại, cái khi mà đùa đi á, nó đùa vô vậy nè là sẽ có ấy nha bà, chạy vô. Còn nếu mà miếng đất lớn quá là đất nó sẽ trào trở lại sau lưng hết nha bà. Giờ đi qua cái đợt cặp bờ mẫu phía bên kia nhờ cái dách bờ mẫu nó mới giữ đất lại. Ok đó, bắt đầu là nữa là xịn nước nó chạy rồi nha bà. Con Kuta 50 thì đi sát bờ, còn muốn giữ ấy, còn 2, 2, 4, 2, 6 là 2 gì nè. Con này một cầu đi mà bị một cầu này thì không có tạ đầu cho nên chạy, chạy cầu lúng hơi là bắt đầu ổng dở bánh, ổng dở đầu cũng là tịch chứ đó. Rất là nhẹ đầu, dễ dở cái đầu lắm, bánh lòng là dễ dở đầu lắm nha bà. Đi sát vào bển quá cho nên nó là xịn dưới nước nó dạt về tiếng giữa cái lô này nha bà. À, thấy đùa qua này nè, chạy ngược về này. Cái này mà nếu mà có thêm khoảng tầm khoảng có hai chiếc đó, hai chiếc mà cặp kè vô ra như hai chiếc này á là đi với chừng khoảng chở dài lam là đất nó bằng luôn nha bạn, cào hết xịn luôn. Con này bị có hai chiếc à, còn vẫn còn hở lối khá là xa bởi chạy ngược cái vệ này nè, vô vòng giữa lại rồi. Nhưng mà vẫn xịn, vẫn chạy nha bạn, xịn chạy ào ào nè, chỗ này nè bạn thấy không, nhìn kỹ nè đó, nó xịn nó chạy tụt tới đó, cái này là xịn nha bạn, cái nồi chứ là nước ít nè khúc này nè. Rồi hai chiếc bị gì trời. Chỗ đó quá xịn, xì khói luôn rồi, xiết. Ừ đó, vậy mới đã đó, vậy mới kéo xịn mới đi mới giữ. Cái này coi nó chạy các bạn, đây à, đất nó chạy đùa đi với ào ào phải không, nhưng mà nó cũng tuột lại phía sau lưng thấy hết cỡ phần nữa rồi, bị cái đường hở khá là lớn. Cái này phải có thêm hai cây nữa thì rất là ok luôn. Khúc này lúng nha bạn, tài xế Kuta Sensei dở đầu luôn, ấy đứng lên luôn, mà đè lên nhặn cái đầu xuống chứ không nó dở đầu hơi á. Ở lùa xéo vậy này nha bạn, lùa cũng xéo vậy này, ngã đất rồi, quay đầu tới ra. Cái này cháo mặt trời các bạn cũng thông cảm với mình nha, là buổi sáng. Thùi lùi vậy, giống như cục xịn di động. Bây giờ thì chiếc này vô có một chiếc mẫu thôi, cái 50 đi vô cặp bờ này nè. Thì bây giờ thì cái đầu trong này là các bạn thấy so với ở ngoài kia là cao, rất là cao rồi, nhưng mà thật ra là nước không nha bạn, nước chỉ xịn thôi, nước xịn cháo, không cao hơn ở trong, nhưng mà ở trong là cái dạng đất đặc nha bà. Còn ngoài này chỉnh cháo lành lệnh, qua mùa rồi nó cũng sẽ dễ xuống, là nó thấp hơn ở bên trong rất là nhiều luôn đó, chảy ra ngoài luôn nha bạn. Cạnh thì vẫn đùa tới ào ào, chạy ào ào. Cái
clip của mình đến đây kết thúc luôn bạn ơi. Chúc bạn xem clip vui vẻ nha, có gì chia sốt mong mọi người thông cảm qua cho mình nha. Có ai thích kênh mình thì cho mình một like với mà đăng ký để mà xem cái video tiếp theo nha bạn. Đó, thấy không? Vô rồi, đồ vô túi xác bự luôn đó nha bạn. Mình cũng chảy ra hết trơn à. Cháo lỏng không à. Nước với mà sịn quậy ra như là mình kêu là cháo lỏng không ạ à?